xin chào anh em và chào mừng anh em lại cùng quay trở lại với Clickbank Channel và mình là Trung Kiên. Và đọc tiêu đề của video thì các bạn cũng sẽ thắc mắc rằng đây là hàng gì và nó là như thế nào các thứ vân vân Thì mình sẽ đi vào chủ đề luôn Đó chính là đây trên tay của mình đó chính là một chiếc iPhone 6s Plus Hàng trả bảo hành và chưa hề là active Và nếu như bạn nào mà chưa biết đến cái hàng này thì có thể nói rằng hàng đổi bảo hành nó nhanh hay còn gọi cách khác là refurbish Thì nó là những mặt hàng mà khi mà bán ra trong cái quá trình mà các bạn mới mua về mà nó bị lỗi thì sẽ được gửi lại về cho cái nhà sản xuất cũng như nhà phân phối và sau đó họ sẽ chuyển về cho Apple sửa lỗi lại cũng như là đóng siêu cái thứ vân vân lại để có thể là đem ra bán tiếp và có thể nói rằng thì những cái mặt hàng này về cái chất lượng và hình thức thì nó chả khác gì là mới ở nó như kiểu là một chiếc máy mới full box à không full box vậy. Và cái hàng này thì mình phải đánh giá rất 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 là cao. Ngày xưa khi mà nó mới về ấy, thì mấy cái loại mặt hàng này thì nó có mức giá chênh lệch so với những kiểu là hàng cũ ấy thì sẽ rơi vào khoảng tầm 1 đến 2 triệu đồng. Mình thấy nó khá là chênh nhau nhiều. Nhưng bây giờ ấy thì các bạn chỉ cần phải bỏ ra là hơn 100 000 đã có thể sở hữu một dòng sản phẩm đó chính là iPhone 6S Plus hàng trả bảo hành rồi. Và với cái hàng này thì chúng ta sẽ có hai loại thì hai loại chúng ta sẽ có đó chính là gì một loại là hàng trả bảo hành đã tiếp rồi và một loại bảo hành trả bảo hành là chưa hề ách tiếp và chúng ta sẽ có cả hai cái sản phẩm này về hình thức cũng như là về những cái thứ bên trong nó chẳng khác gì là máy mới và nó cực kỳ là ngon luôn và đây mình sẽ luật tuột tuột cái siêu này ra đó đấy. hơi níu lưỡi thì cầm cái này trên này ngon quá và khi mà cảm giác cầm trên tay cũng như là nhìn sơ qua về chiếc máy này Thì chắc hẳn là mình cũng như là các bạn sẽ thốt ngay lên một câu rằng là nó tra các gì về máy mới các bạn gần như là có thể ngửi cả mùi máy mới ở trên cái dòng sản phẩm này luôn Và chúng ta sẽ có một cái chiếc máy cực kỳ là xuống tay Nó không hề có một vết xước hay là một vết chóc gì cả Rất là đẹp Như kiểu là hàng thay vỏ vậy mà Mặc dù đây không phải là hàng thay vỏ nhá Đó và chúng ta sẽ có một cái chiếc máy chưa hề là X-Tip Đây mình chưa X-Tip Đó và với cái mặt hàng này thì chúng ta sẽ có một cái mức giá vô cùng là rẻ và nó chỉ nằm ở mức giá chỉ là tầm trung mà thôi và đó chính là khoảng 6 triệu 890 000 đồng cho cái chiếc máy trả bảo hành đã active rồi và với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái cấu hình giữ nguyên, một cái thiết kế giữ nguyên, một cái camera giữ nguyên, mọi thứ đều là giữ nguyên Và chúng ta chỉ có một cái điều đó chính là so với mức giá của hàng cũ bây giờ nó chỉ lớn hơn có 100.000 đồng Thì mình nghĩ rằng đây sẽ thực sự là một món hời cực kỳ cực kỳ là lớn dành đến cho tất cả những người Mà muốn sử dụng một cái chiếc máy đầu tiên là nó phải thực sự là mới về mọi mặt này, hình thức và cả bên trong nữa và cái thứ hai là các bạn yêu cầu một cái chất lượng phải cực kỳ là cao đừng nghĩ đến là những cái chiếc máy sửa rồi thì sẽ thế này thế kia bởi vì đây hàng sửa này là hàng do apple sửa chứ không phải bất kỳ một cái đơn vị nào mà không có tên tuổi cả và các bạn nghĩ sao về sản phẩm này thì đừng quên để lại comment ở phía bên dưới nhé và thực sự thì sản phẩm này theo mình đánh giá là rất là đáng mua còn với các bạn thì sao hãy cứ để lại comment ở phía bên dưới còn đến đây video của mình xin được kết thúc xin chào hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau